chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình học hành trình nhân sự cùng với Helen. Các bạn ơi, trong video ngày hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đồng hành để chúng ta thực hiện cái nghiệp vụ báo tăng bảo hiểm cho người lao động. Và đối với cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái nghiệp vụ đó là báo giảm bảo hiểm cho người lao động các bạn nhé. Rồi, báo giảm bảo hiểm cho người lao động sẽ gặp trong những cái tình huống nào ạ? Sẽ gặp trong những cái tình huống đó là người lao động nghỉ việc, người lao động chấm dứt hợp đồng với công ty của chúng ta, đúng không? Người lao động thôi việc đấy. Hoặc là người lao động người ta nghỉ thai sản, đúng không ạ? Người ta nghỉ thai sản, người ta báo giảm bảo hiểm người lao động. Người lao động nghỉ không lương hoặc người lao động nghỉ ốm thì đó là những cái trường hợp chúng ta cần phải báo giảm bảo hiểm. Vậy thì về cái nghiệp vụ báo giảm bảo hiểm thì thông thường các bạn có thể làm theo cái thói quen của mọi người. Tuy nhiên thì đối với mình thì mình vẫn hay thực hiện qua 4 bước như sau các bạn nhé. Bước 1, chúng mình sẽ xác định cái tháng báo giảm, các bạn, tháng báo giảm. Mình lấy ví dụ như là chúng ta sẽ căn cứ vào cái ngày, đúng không ạ? Và cái ngày mà người lao động người ta nghỉ việc hoặc là người ta nghỉ thai sản hoặc là người ta nghỉ không lương hoặc là người ta nghỉ ốm để chúng ta define được là cái tháng báo giảm là cái tháng nào. Ví dụ như là người lao động nghỉ việc vào ngày 16 tháng 5 thì chúng ta sẽ cần phải xác định được người lao động nghỉ việc vào ngày 16 tháng 5 thì chúng ta sẽ báo giảm bảo hiểm người ta vào tháng nào. Thì đó là bước 1. Chúng ta phải xác định đúng cái tháng báo giảm để tránh cái việc là chúng ta làm thiệt thòi quyền lợi cho người lao động hoặc là chúng ta báo giảm cái tháng bị sai, đúng không? Ok, sang cái bước thứ 2, đúng không? Cái bước thứ 2 đó là chúng ta thực hiện kê khai trên phần mềm các bạn nhé, trên cái phần mềm IVAN. Rồi cũng như là cái email trước thì mình có nói với các bạn đó là hiện nay cái nghiệp vụ báo tăng báo giảm thay đổi chức danh mức đóng thì 99,9% bảo hiểm người ta yêu cầu là phải thực hiện cái phần mềm IVAN. Do đó thì khi mà có người lao động người ta nghỉ việc thì chúng ta sẽ thực hiện cái nghiệp cái việc báo giảm người lao động trên cái phần mềm IVAN. Rồi, cái bước 3 các bạn nhé, bước 3 này thì mình lưu ý là đây là một cái bước optional, có nghĩa rằng là nó có thể xảy ra hoặc không xảy ra, đúng không ạ? Vậy thì optional, tại sao lại là optional? Bởi vì sao ạ? Bởi vì đối với cái bước này là cái bước mà chúng ta sẽ thông tin về cái việc bị truy thu bảo hiểm y tế, đúng không ạ? Vậy thì thông tin cho ai, thông tin cho người nào thì lát nữa chúng ta sẽ nói cụ thể hơn. Và cái bước cuối cùng đó là chúng ta sẽ theo dõi, đúng không ạ? Theo dõi cái thì chúng ta sẽ liên quan đến cái việc là chốt sổ bảo hiểm cho người lao động, đúng không ạ? Rồi, thì đối với cái nghiệp vụ báo giảm bảo hiểm thì thông thường là chúng ta sẽ có 4 cái bước như thế này. Nếu có, bởi vì sẽ có những cái trường hợp là báo giảm chúng ta không cần phải chốt sổ. Đầu tiên là chúng ta sẽ căn cứ vào cái ngày người lao động có dữ liệu giảm. Ví dụ như là người ta nghỉ việc vào ngày 16 tháng 5, đúng không ạ? Vậy thì người ta nghỉ việc vào ngày 16 tháng 5, người lao động nghỉ thai sản vào ngày 16 tháng 5, người ta nghỉ không lương vào ngày 16 tháng 5 thì chúng ta sẽ báo giảm người lao động vào cái tháng nào? Vậy thì cái căn cứ của luật thì hiện nay, các bạn, căn cứ của luật hiện nay chúng ta có đó là gì ạ? Theo quy định của luật, nếu người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó, và thời gian này thì không được tính là thời gian để đóng bảo hiểm. Vậy thì các bạn lưu ý là gì ạ? Không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên thì không đóng bảo hiểm trong tháng đó. Các bạn lưu ý là không làm việc, không hưởng tiền lương, không đóng, chứ không phải là làm việc, hưởng tiền lương và có đóng. Các bạn có một số bạn các bạn bị nhầm là gì ạ? Các bạn cứ nhớ là 14 ngày thì các bạn lại tính ra là làm việc có hưởng lương, 14 ngày trở lên thì đóng. Tuy nhiên thì nếu mà như vậy thì không đúng với cái câu từ và cái ý mà của luật người ta muốn truyền đạt. Câu từ và ý của luật ở đây đó là không làm việc, không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm trong tháng đó, đúng không ạ? Và căn cứ vào cái nội dung này thì
thì các cán bộ nhân sự cũng như là cán bộ bảo hiểm người ta thường hay thống nhất với nhau một cái quy tắc, đó là cái quy tắc ngày 15 của bảo hiểm. Vậy thì cái quy tắc ngày 15 của bảo hiểm này, mình vẫn hay nói với các bạn là nó sẽ có những cái trường hợp chúng ta sẽ phải kiểm tra lại. Ví dụ những cái trường hợp người lao động nghỉ vào ngày 15. Mình là ví dụ người lao động nghỉ việc vào ngày 15 tháng 2. Vậy thì các bạn cũng biết được rằng là vào tháng 2 thì cái số ngày làm việc nó nhỏ hơn các tháng khác, đúng không ạ? Vậy thì nghỉ việc vào cái ngày 15 thì có thể là cái thời gian không làm việc và không hưởng tiền lương nó chưa đủ 14 ngày đâu ạ. Vậy thì có thể là người lao động nghỉ việc vào ngày 15 tháng 2 thì người ta vẫn được đóng bảo hiểm trong tháng 2. Mình lấy một cái ví dụ điển hình nó là như vậy, đúng không ạ? Vậy thì nói lại một chút về cái quy tắc ngày 15 của bảo hiểm. Theo đó, chúng ta sẽ lấy ngày 15 làm mốc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy ngày 15 làm mốc. Vậy thì nếu người lao động nghỉ việc sau ngày 15 thì còn được đóng bảo hiểm trong tháng đó. Còn nếu như nghỉ việc trước hoặc trong ngày 15 thì chỉ được đóng bảo hiểm đến tháng liền trước mà thôi. Mình lấy ví dụ, người lao động nghỉ việc vào ngày mùng 10 tháng 5 thì có nghĩa là người ta nghỉ việc trước ngày trước ngày 15 thì chỉ được đóng bảo hiểm đến tháng liền trước là tháng 4, có nghĩa là cái tháng cuối cùng người lao động được tham gia bảo hiểm là tháng 4, đúng không ạ? Còn nếu như người lao động nghỉ việc vào ngày 16 tháng 5 thì nó đã qua cái ngày 15 rồi thì người lao động sẽ được đóng bảo hiểm trong tháng 5, đúng không ạ? Vậy thì đấy là cái mà chúng ta đang nói về cái quy tắc ngày 15. Tuy nhiên nói trên cơ sở của luật thì chúng ta vẫn nói, chúng ta vẫn bám vào cái quy định của luật, đó là gì ạ? Không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm trong tháng đó. Rồi, ok, chúng ta đã xong cái bước 1, đó là chúng ta sẽ xác định cái tháng báo dạng là tháng nào. Chúng ta sang cái bước thứ hai, đó chúng ta thực hiện kê khai trên cái phần mềm IVAN. Vậy thì trước khi kê khai trên cái phần mềm IVAN thì chúng ta sẽ vào cái nghiệp vụ 600 báo tăng báo giảm điều chỉnh chức danh mức đóng, chúng ta vào cái phần lập tờ khai. Rồi, vào cái phần lập tờ khai này thì chúng ta sẽ chọn cái người lao động mà chúng ta muốn báo giảm ở trong cái phần đang nộp bảo hiểm xã hội. Đây là những cái người mà người ta đang đóng bảo hiểm tại công ty của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta chọn người mà chúng ta muốn báo giảm người ta. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ chọn cái bạn là Đỗ Trịnh Kim Nguyên này chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ báo người ta sang cái sheet thứ 2 D02LT báo giảm ở đây. Vậy thì tương tự như cái nghiệp vụ báo tăng, cái nghiệp vụ báo giảm cũng có những cái chức năng riêng. Vậy thì chúng ta sẽ nói qua một chút các bạn nhé. Đầu tiên đó là giảm lao động, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta chọn cái người lao động là Ánh Nguyên này. Đâu rồi ạ? Đỗ Trịnh Ánh Nguyên, chúng ta báo giảm lao động, đúng không ạ? Báo giảm lao động. Vậy thì đối với cái phần báo giảm lao động, chúng ta tìm đến cái phương án, chúng ta tìm đến cái cột phương án ở đây thì nó sẽ có những cái phương án khác nhau. Đầu tiên sẽ là GH. GH các bạn hiểu là viết tắt của từ là giảm hẳn, đúng không ạ? Vậy thì giảm hẳn GH1 là giảm hẳn do chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động xin nghỉ việc hoặc là công ty không ký kết hợp đồng lao động nữa. Nghỉ hẳn tức là nghỉ hưu, giảm hẳn khi đang nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ không lương, giảm hẳn do bị chết, bị qua đời. Giảm GC, GD giảm hẳn do đơn vị chuyển cùng tỉnh hoặc là cho chuyển tỉnh, cái này thì ít dùng. Và cái mà chúng ta hay dùng đó là giảm hẳn, tức là người lao động người ta chấm dứt cái mối quan hệ lao động với công ty của chúng ta. Tiếp theo nữa đó là nghỉ ọp, tức là nghỉ ốm, nghỉ do ốm đau. Nghỉ do ốm đau thì luật người ta quy định là gì ạ? Người lao động gì ạ? Nếu như có cái số ngày hưởng ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên thì sẽ được quy về cái chế độ nghỉ hưởng nghỉ do ốm đau, đúng không ạ? Và nghỉ do ốm đau thì nó có một cái quyền lợi, đó là người lao động không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng được hưởng quyền lợi của bảo hiểm y tế, đúng không? Tiếp theo nữa đó là nghỉ không lương, đúng không ạ? Nghỉ không lương thì nó cũng tuân theo cái quy tắc đó là không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên thì không đóng bảo hiểm trong tháng đó. Và nghỉ không lương thì nó khác với nghỉ ốm ở một cái điểm, đó là nghỉ không lương thì cắt hết toàn bộ các loại bảo hiểm, không được hưởng quyền lợi của bảo hiểm y tế. Còn đối với nghỉ ốm đau thì được hưởng quyền lợi của bảo hiểm y tế, đúng không ạ? Và có một cái đặc điểm nữa, đó là nếu như chúng ta báo người lao động nghỉ ốm đau thì cái giấy ốm sẽ dễ dàng thanh toán hơn, đúng không? Và tiếp theo nữa đó là nghỉ thai sản. Ví dụ người lao động người ta nghỉ đăng ký nghỉ thai sản vào ngày 10 tháng 5 thì chúng ta sẽ báo giảm người lao động từ tháng 5, đúng không ạ? Rồi, vậy thì đấy là những cái phương án liên quan đến cái việc giảm người lao động các bạn nhé. Ngoài ra thì còn có những cái phương án liên quan đến giảm bảo hiểm y tế.
giảm bảo hiểm y tế, giảm bảo hiểm thất nghiệp, giảm bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và tăng bảo hiểm y tế. Vậy thì một cái chức năng cuối cùng này thì nó cũng tương tự những cái nghĩa vụ báo tăng, đó là nó thường hay xảy ra đối với những cái trường hợp mà chúng ta cần phải báo giảm loại này loại kia, trong trường hợp người lao động có đồng thời hai hợp đồng lao động, đúng không ạ? Mình là ví dụ như là người lao động của tại công ty của chúng ta có đồng thời hai hợp đồng lao động, công ty của chúng ta chỉ có tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thôi, bởi vì là người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ở công ty đầu tiên rồi, công ty của chúng ta chỉ có tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thôi. Vậy thì bây giờ là cái thời điểm mà cái người lao động có đồng thời hai hợp đồng này, người ta nghỉ việc ở công ty của chúng ta, người ta không còn làm việc nữa. Vậy thì khi mà người ta nghỉ việc thì chúng ta, vì là chúng ta chỉ có tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp nên chúng ta cũng chỉ có báo cho người ta là giảm bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thôi, đúng không? Vậy thì bốn cái chức năng cuối cùng là những cái trường hợp mà nó hơi đặc biệt một chút, nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng là nó sẽ dùng được những trường hợp nào các bạn nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái phương án đó là giảm hẳn, tức là chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động viết đơn xin nghỉ đấy ạ, hoặc là công ty và hai bên không có ký hợp đồng lao động với nhau nữa, hết hợp đồng rồi không ký hợp đồng với nhau nữa, thì đó là trường hợp mà chấm dứt hợp đồng lao động, đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta đối với cái phần mềm Ivan nói chung và cái phần mềm E-file này nói riêng, thì những cái thông tin, những cái trường thông tin màu đỏ là những cái trường thông tin mà chúng ta bắt buộc phải điền. Ví dụ như là ở đây chúng ta đã thấy là phần mềm nó sẽ báo đỏ ở cái phần tháng kết thúc, đúng không ạ? Và thì cái tháng kết thúc này các bạn lưu ý các bạn nhé, cái tháng kết thúc, cái chỉ tiêu 21.4 đây này là cái tháng mà người lao động không còn được tham gia bảo hiểm xã hội nữa. Mình viết ở đây cho các bạn hiểu rõ nhé. Tháng kết thúc là tháng kết thúc, cái chỉ tiêu 21.4 là cái tháng mà người lao động không còn được tham gia bảo hiểm nữa, đúng không ạ? Mình lấy ví dụ, chúng ta người lao động nghỉ việc vào ngày 16 tháng 5, đúng không ạ? Ví dụ người lao động nghỉ việc vào ngày 16 tháng 5 2022 thì cái tháng cuối cùng, đúng không ạ? Tháng cuối cùng được đóng bảo hiểm tại công ty chúng ta sẽ là tháng 5 của năm 2022. Vậy thì cái tháng kết thúc ở đây, tháng kết thúc chúng ta cần phải điền là tháng 6 của 2022 các bạn nhé, tức là cái tháng liền sau cái tháng mà cái tháng cuối cùng người lao động được tham gia bảo hiểm, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ điền tháng kết thúc đó là tháng 6 2022. Nhiều bạn nói là cái chỉ tiêu 21.4 tháng năm bắt đầu này thì có cần phải điền không? Thì xin thưa với các bạn là cái tháng năm kết thúc thì không cần phải điền, bởi vì tháng năm kết thúc là cái thời điểm mà người lao động người ta bắt đầu tham gia tại công ty bảo hiểm tại công ty của chúng ta. Và thì sẽ có những cái trường hợp là người ta tham gia bảo hiểm tại công ty của chúng ta 10 năm rồi, thì nhiều khi chúng ta không nhớ chính xác là người ta tham gia từ tháng nào, thì đó cũng không cần phải điền, bởi vì những cái thông tin đó thì có thể là người ta trên cái phần mềm bảo hiểm người ta đã ghi nhận rồi, đúng không? Chúng ta không cần phải kê khai. Rồi tiếp theo nữa đó là phương án chúng ta vừa chọn là giảm hẳn do người này người ta chấm dứt hợp đồng lao động, đúng không ạ? Và tỷ lệ giảm sẽ là 32%. Tiếp theo nữa, quyết định nghỉ việc, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định công tác, nghỉ hưu vân vân. Vậy thì nếu như các bạn có quyết định nghỉ việc cho người lao động là số bao nhiêu, các bạn ghi vào, ví dụ như là chúng ta sẽ ghi là quyết định nghỉ việc số 123 chẳng hạn, đúng không ạ? Ngày ký người lao động này nghỉ việc vào ngày 16 tháng 5 thì ngày ký sẽ là ngày 10 tháng 5, mình là ví dụ là như vậy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ báo ở đây, chúng ta sẽ báo giảm cho người lao động này. Vậy thì khi mà chúng ta báo giảm rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái phần ghi lại, đúng không ạ? Cập nhật thành công, và chúng ta sẽ bấm vào cái phần xuất tờ khai. Sau đó thì chúng ta sẽ cắm cái chữ ký số vào để chúng ta nộp cái tờ khai này lên cơ quan bảo hiểm xã hội, đúng không ạ? Đấy là cái trường hợp mà chúng ta báo tăng bình thường, báo tăng theo cái trường hợp là perfect, đúng không ạ? Vậy thì lúc này chúng ta nói là báo tăng perfect, tức là báo tăng một cách hoàn hảo, báo tăng không bị truy thu bảo hiểm y tế. Vậy thì sẽ có cái trường hợp chúng ta báo mình chưa nói lúc chúng ta nói về báo giảm, có những cái trường hợp mà chúng ta báo giảm bị truy thu bảo hiểm y tế, đó là trường hợp nào? Đó là cái trường hợp là chúng ta có thể nói là báo giảm muộn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta điểm qua một chút về cái việc các bạn nhé, chúng ta điểm qua một chút về cái trường hợp là người lao động
người ta bị người lao động và công ty bị truy thu bảo hiểm y tế. Vậy thì chúng ta sẽ bám vào cái quy định sau đây của luật bảo hiểm. Quy định tại cái công văn 1734 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khi có phát sinh giảm thì đơn vị báo giảm từ ngày 1 của tháng sau, tuy nhiên phải đóng giá trị thẻ bảo hiểm y tế của tháng sau. Trường hợp không đóng bổ sung giá trị thẻ của tháng sau thì đơn vị có thể lập hồ sơ báo giảm bắt đầu từ ngày 28 của tháng trước, nhưng sau khi báo giảm thì không được báo phát sinh của tháng trước. Vậy thì các bạn nhớ giúp mình một cái điểm, đó là gì ạ? Nếu như giảm từ tháng 6, đoạn giảm từ tháng 6 mà lân la sang một cái ngày nào đó của tháng 6 thì sẽ bị truy thu bảo hiểm y tế của cả một tháng. Bởi vì các bạn hiểu là gì ạ? Đối với bảo hiểm thì chỉ có cái tình trạng là tham gia hoặc không tham gia. Nếu đã tham gia thì là tham gia cả tháng, đúng không? Sẽ không có cái câu chuyện là tôi tham gia 1/3 tháng, tôi tham gia 2/3 tháng bảo hiểm, không có cái câu chuyện đó. Mà đã tham gia thì phải tham gia cả tháng. Tương tự như vậy, nếu như lân la sang một cái ngày của tháng 6 thì có nghĩa rằng là gì ạ? Có thể trong cái buổi sáng đầu tiên của cái ngày mùng 1 đó, người lao động người ta đi, người ta đã hưởng cái quyền lợi của cái thẻ bảo hiểm y tế bằng cách là người ta cầm cái thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh ở bệnh viện rồi, đúng không ạ? Vậy thì nếu như đã lân la sang một ngày thì có thể người lao động đã sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, do đó bảo hiểm người ta sẽ truy thu cả tháng. Các bạn ơi, người ta sẽ truy thu giá trị của thẻ bảo hiểm y tế cả tháng, đó là 4,5%, đúng không? Vậy thì chúng ta hiểu là gì ạ? Nếu như không muốn bị truy thu thì anh vào cái ngày cuối cùng của cái tháng trước anh sẽ phải báo cắt cái thẻ bảo hiểm đấy rồi, đúng không ạ? Để sang cái ngày đầu tiên của cái tháng mới thì người lao động thì cái thẻ bảo hiểm y tế của người lao động người ta đã inactive, người ta đã mất hiệu lực, người ta không còn sử dụng được nữa. Vậy thì cái mốc ngày 28 ở đây các bạn nhé, đây là một cái mốc chung của bảo hiểm. Tuy nhiên thì sẽ có những cái trường hợp người ta du di, ví dụ như là cái tháng đó cái ngày làm việc cuối cùng sẽ là ngày 29 hoặc là ngày 30, thì chúng ta đảm bảo một cái logic, đó là gì ạ? Cái thẻ bảo hiểm y tế phải cắt trước khi bắt đầu cái tháng mới là được các bạn nhé. Và thì cái việc cắt ở đây thì nó còn tùy thuộc vào cái việc là gì ạ? Các bạn báo lên cơ quan bảo hiểm xã hội và cái cán bộ thu người ta có xử lý luôn cái hồ sơ đó không, hay là 1-2 ngày sau người ta mới xử lý chẳng hạn, đúng không ạ? Tức là các bạn phải đảm bảo cái việc là báo nhưng mà cán bộ thu người ta đã phải cắt ở trên hệ thống, đúng không ạ? Thì mới không bị truy thu bảo hiểm y tế các bạn nhé. Rồi, và thì cái câu chuyện ở đây, ví dụ như lúc nãy chúng ta điền cái trường hợp của cái bạn này là giảm từ tháng 6, đúng không ạ? Hôm nay là ngày 15 tháng 5, là chúng ta báo người ta, bây giờ là một cái ngày của tháng 5, chúng ta báo giảm của người ta vào tháng 6 thì không bị truy thu bảo hiểm y tế. Nhưng bây giờ chúng ta hãy thử sửa lại, các bạn ạ, bây giờ chúng ta sẽ hãy thử sửa lại. Hôm nay là ngày 15 của tháng 5 và chúng ta hãy sửa lại rằng chúng ta sẽ báo giảm cái bạn Kim Nguyên này bắt đầu từ tháng 5 của năm 2022. Rồi, chúng ta báo giảm từ tháng 5 2022. Có nghĩa là cái tháng cuối cùng mà người ta được đóng bảo hiểm, người ta được tham gia bảo hiểm chỉ là đến tháng 4, còn tháng 5 thì nó đã bị cắt rồi, đúng không ạ? Thì các bạn thấy được rằng là khi mà chúng ta báo giảm vào tháng 5 thì lập tức cái phần tăng bảo hiểm y tế nó sẽ xuất hiện, đúng không ạ? Lúc nãy thì cái phần tăng bảo hiểm y tế nó không xuất hiện đâu, nhưng bây giờ cái phần tăng bảo hiểm y tế nó xuất hiện rồi. Các bạn sẽ thấy tăng bảo hiểm y tế của Đỗ Trịnh Kim Nguyên và phần mềm báo đỏ ở chỉ tiêu số 21.4 và 24.2, đúng không ạ? 24.1 và 24.2. Và từ tháng đến tháng, vậy thì chúng ta hiểu là ở đây phần mềm nó đang hỏi chúng ta là vậy thì cái trường hợp này báo tăng cái trường hợp này báo giảm vào tháng 5 như vậy thì sẽ bị truy thu bảo hiểm y tế từ tháng 7 đến tháng 7, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ logic một chút này. Bây giờ là ngày 15 tháng 5, chúng ta báo giảm trong tháng 5, có nghĩa là người lao động này người ta sẽ bị truy thu thẻ bảo hiểm y tế của tháng 5, đúng không ạ? Vậy thì truy thu thẻ bảo hiểm y tế của tháng 5 chúng ta sẽ điền tháng bắt đầu là tháng 5 2022 và tháng kết thúc cũng là tháng 5 của 2022. Tháng kết thúc cũng là tháng 5 của 2022 các bạn nhé. Vậy thì ở đây chúng ta bị truy thu một tháng là tháng 4, 4,5%, đúng không ạ? Còn trường hợp ví dụ các bạn báo giảm của người ta là báo giảm bạn này từ tháng 4, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta bị quên đi, chúng ta quên, chúng ta không có báo, thực tế là người lao động người ta nghỉ việc và giảm từ tháng 4 cơ, nhưng mà bây giờ chúng ta mới nhớ ra, chúng ta mới báo giảm 2022, thì cái phần từ tháng này các bạn sẽ điền là từ tháng 4 2022 đến tháng
năm 2022, có nghĩa là người lao động người ta bị truy thu 2 tháng bảo hiểm y tế các bạn nhé. 4/2022 năm 2022 có nghĩa là người ta bị truy thu 2 tháng tiền bảo hiểm y tế của tháng 4, tiền thẻ bảo hiểm y tế của tháng 5, đúng không ạ? Ok, và sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần là ghi lại, đúng không ạ, của mình, và ghi lại và xuất tờ khai. Rồi, xuất tờ khai. Xuất tờ khai thì khi mà xuất tờ khai thì nó sẽ, đối với cái trường hợp mà báo dạng muộn như thế này thì nó sẽ có thêm một cái phụ lục, tức là một cái bảng kê hồ sơ. Vậy trong cái bảng kê hồ sơ này thì các bạn sẽ cần phải điền những cái thông tin liên quan đến, ví dụ như là bạn trình quyết định nghỉ việc, ví dụ ngày ở đây là cái ngày mùng 10, ngày ban hành là mùng 10 tháng 4 2022, mình lấy ví dụ là ngày như vậy, mùng 10 tháng 4 2022. 2022. Rồi, bảng lương cũng vậy, các bạn có thể copy xuống, đúng không ạ? Nhiều cơ quan bảo hiểm xã hội người ta yêu cầu nộp quyết định bạn chính và quyết định bảng lương chính, bảng lương bạn chính lên, nhưng mà nhiều cơ quan bảo hiểm xã hội thì không cần phải nộp, đúng không ạ? Và các bạn lưu ý giúp mình một cái đặc điểm, đó là tại thời điểm hiện nay đó là năm 2022 thì các cơ quan bảo hiểm xã hội người ta có yêu cầu là đối với những cái trường hợp mà báo giảm muộn quá 3 tháng hoặc báo tăng muộn quá 3 tháng thì sẽ phải có biên bản làm việc giữa hai bên, một bên là công ty và một bên là cơ quan bảo hiểm xã hội các bạn nhé. Theo đó thì trong cái văn bản đó, doanh nghiệp sẽ phải trình bày cái lý do là tại sao lại báo tăng muộn và tại sao lại báo giảm muộn, đúng không ạ? Vậy thì các bạn cũng lưu ý về cái việc là khi mà các bạn báo tăng cách đến cho người lao động ấy ạ, thì nếu mà quá 3 tháng thì các bạn sẽ phải làm cái văn bản giải trình, đúng không? Phải làm một cái văn bản làm việc giữa hai bên. Thì đó là cái mà bọn mình ở Hà Nội đang phải làm. Ok, chúng ta đã đi xong hai cái bước, đó là bước 1 là xác định tháng báo giảm và bước 2 thực hiện kê khai trên cái phần mềm IVAN. Chúng ta qua cái bước thứ 3, đó là thông tin về cái việc truy thu bảo hiểm y tế. Vậy thì như lúc này chúng ta cũng có thể thấy được rằng là gì ạ? Vào cái thời điểm một ngày của tháng 5, ngày 15 tháng 5, chúng ta báo giảm trong tháng 5 thì chúng ta bị truy thu bảo hiểm y tế của một cái tháng, đó là tháng 5. Vậy thì cái bước 3 là cái bước là thông tin về việc truy thu bảo hiểm y tế. Vậy thì cái bước này là cái bước optional. Optional có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bước này nó có thể diễn ra hoặc không diễn ra. Nó không diễn ra trong cái trường hợp chúng ta báo trước cái ngày hoặc là trong cái ngày 28, đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta báo lân la sang một cái ngày của cái tháng hiện tại thì ta sẽ bị truy thu bảo hiểm y tế. Vậy thì thông tin về việc truy thu bảo hiểm y tế chúng ta sẽ thông tin cho ai, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, đó là thông tin cho ai, đúng không ạ? Vậy thì thông thường chúng ta sẽ thông tin cho một cái bạn làm lương, đúng không ạ? Là bạn làm lương, ví dụ chúng ta là cái cán bộ phụ trách bảo hiểm, chúng ta sẽ thông tin cho các bạn làm lương là cái bạn Nguyễn Văn A này tháng này truy thu bảo hiểm y tế, đúng không ạ? Vậy tiếp theo nữa là chúng ta thông tin cho người lao động thì chúng nó sẽ liên quan đến cái câu hỏi, đó là gì ạ? 4,5% ai sẽ là người phải chịu cho cái 4,5% bị truy thu đó. Các bạn có thể thấy được rằng là gì ạ? Cơ quan bảo hiểm xã hội người ta chỉ quan tâm đến cái việc là gì ạ? Tôi nếu mà báo giảm muộn thì tôi truy thu 4,5% thôi. Còn cái việc mà 4,5% đó truy thu lấy tiền từ người lao động hay lấy tiền từ công ty thì bảo hiểm người ta không quan tâm. Vậy thì cũng chia sẻ với các bạn là cũng tùy thuộc vào từng công ty. Có công ty thì người ta sẽ chịu 4,5% đó cho người lao động. Có công ty thì người ta nói là gì ạ? Không, người lao động rõ ràng là người lao động được hưởng quyền lợi của cái thẻ bảo hiểm y tế tháng đó nên người lao động phải chịu 4,5%. Còn có công ty thì người ta bảo là gì ạ? Trường hợp này thì bình thường người lao động đóng 1,5, công ty đóng 3%, thì bây giờ cũng như vậy, người lao động đóng 1,5, công ty đóng 3%, đúng không ạ? Còn có công ty khác thì người ta bảo là sẽ căn cứ theo cái cây by cây, ví dụ như là cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái việc là gì ạ, bị nộp muộn thẻ, báo giảm muộn nó là gì, ví dụ như là do người lao động người ta căn cứ vào trường hợp cây bay cây, có nghĩa là ví dụ như là cái trường hợp báo muộn, người lao động người ta cung cấp cái thông tin nghỉ việc là muộn, công ty của chúng ta quy định là gì ạ? Nếu như anh có hợp đồng lao động xác định thời hạn thì phải báo trước là 30 ngày trường hợp mà anh muốn nghỉ việc.
Vậy thì nếu như mà quy định là 30 ngày những người lao động báo mới có 5 ngày mà người ta đã nghỉ việc thì rõ ràng là cái việc mà báo giảm muộn là xuất phát từ phía người lao động, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta truy thu của người lao động thì sẽ là hợp lý. Còn trong cái trường hợp mà mình là ví dụ như cán bộ kế toán, cán bộ nhân sự người ta báo muộn do cái việc trình ký giấy tờ là qua nhiều line, nhiều khâu chẳng hạn, thì cái việc mà báo giảm muộn, cái việc mà xác nhận cho người lao động nghỉ việc muộn ấy thì do công ty, thì cái trường hợp đó thì chúng ta lại quy về cái việc là vì công ty làm chậm và công ty nên báo giảm muộn thì công ty sẽ gánh cái phần 4,5% đó, đúng không? Thì đấy là cái trường hợp mà chúng ta truy thu bảo hiểm y tế theo trường hợp là case by case. Vậy thì các bạn lưu ý là cái khi mà người lao động bị truy thu bảo hiểm y tế thì chúng ta nên thông tin cho cái bộ phận làm lương cũng như thông tin cho người lao động nếu như người ta bị trừ tiền bảo hiểm y tế, đúng không? Và bước cuối cùng đó là chốt sổ bảo hiểm xã hội nếu có, đúng không? Nếu có, tại sao chúng ta lại nói nếu có? Bởi vì là gì ạ? Chỉ có trường hợp lao động, người lao động người ta nghỉ việc thì chúng ta mới tiến hành chốt sổ thôi. Còn những cái trường hợp người lao động nghỉ thai sản, nghỉ không lương, nghỉ ốm thì chúng ta không chốt sổ bảo hiểm cho người lao động các bạn nhé. Bởi vì chúng ta hiểu là đấy là những trường hợp mà người ta giảm tạm thời thôi. Còn những cái trường hợp là nghỉ việc thì mới là giảm lâu dài thì chúng ta mới chốt sổ cho người lao động, đúng không ạ? Vậy thì liên quan đến chốt sổ thì cũng xin thưa với các bạn là hiện nay sẽ tùy từng cơ quan bảo hiểm xã hội. Có cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ như bảo hiểm thành phố Hà Nội thì người ta không yêu cầu nộp sổ bảo hiểm lên, doanh nghiệp chỉ cần báo giảm trên phần mềm. Sau khi hoàn thành cái việc mà báo giảm thì cán bộ bảo hiểm người ta sẽ in cái tờ rời, người ta gửi đường bưu điện về cho doanh nghiệp, đúng không ạ? Không cần nộp sổ lên, người ta vẫn in tờ rời ra, người ta gửi về. Còn có một số cơ quan bảo hiểm xã hội thì người ta sẽ yêu cầu là nộp sổ bảo hiểm xã hội lên để người ta kiểm tra, sau đó thì người ta sẽ in cái tờ rời ra, người ta đính kèm vào sổ để người ta trả lại doanh nghiệp, đúng không? Còn có một số cơ quan bảo hiểm xã hội thì người ta sẽ lại yêu cầu là gì ạ? Nộp cả quyết định nghỉ việc, cả sổ bảo hiểm, cả cái bảng kê quá trình đóng của người lao động, khá là rườm rà, đúng không ạ? Vậy thì cái việc mà nộp những cái giấy tờ nào lên cơ quan bảo hiểm xã hội thì tại thời điểm hiện nay thực tế mình thấy rằng là tùy cơ quan bảo hiểm xã hội các bạn nhé. Có rất nhiều cơ quan bảo hiểm xã hội thì người ta đã thực hiện cái việc là đơn giản hóa thủ tục bằng cách người ta in cái tờ rời và người ta gửi về doanh nghiệp, không cần phải nộp sổ lên nữa, đúng không ạ? Ok, vậy thì chúng ta đã qua bốn cái bước liên quan đến nghiệp vụ báo giảm, bao gồm là xác định tháng báo giảm, kê khai trên phần mềm, thông tin về việc truy thu bảo hiểm y tế và chốt sổ bảo hiểm cho người lao động, đúng không ạ? Các bạn ơi, đến đây mình và các bạn vừa cùng nhau đồng hành để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ báo giảm lao động cho những cái người lao động trong trường hợp người lao động người ta nghỉ việc, người lao động người ta nghỉ thai sản, người lao động người ta nghỉ không lương hoặc là nghỉ ốm, đúng không ạ? Rất là hy vọng là cái video này của mình sẽ giúp ích được một chút cho các bạn trong cái công việc của mọi người nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.